Xin chào cả nhà. Hôm nay em đi ngang qua đây thấy cái công viên này đẹp quá. Em ghé vô quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Giờ em đi vô em gửi xe này. Cái công viên này á, là cái công viên Gia Định. Công viên này buổi tối rất là đông người tập thể dục. Mà em đi lúc này là cái lúc giờ nó vào buổi hơi trưa nha. Khác. Khoai với bắp bán sao chị? Khoai với bắp bán sao vậy? Bắp này 15, khoai thì 6 ngàn một lạng. 6 ngàn một lạng luôn hả? Bắp xào thì 2 ngàn một thùng. Khoai này là 6 ngàn một lạng luôn khoai hả? Đợt này nó lên rồi em ơi. Thế cho em củ to kia thử coi xem là bao nhiêu tiền. Ở đây công an nó cũng bắt rồi chị. Đây 5 làng em bắt nửa ký. Nửa ký 30.000. Quay làng là quay làng mật. Cho em củ đó đi. Cho con cam bắt bao nhiêu tiền một ly vậy? Cam bắt bao nhiêu tiền một ly? Thôi con còn cam thì con uống hết không thôi con. Cái công viên Gia Định này á là một công viên lớn nhất của khu vực Sài Gòn luôn. Phần lớn diện tích công viên này nằm trên tuyến đường Hoàng Minh Giám, đông đúc của phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và thuộc về phường 9, quận Phú Nhuận. Cái chỗ này rất là nhiều cái đồ tập thể dục cho những người người dân này, tối người ta tới đây hoặc là buổi sáng người ta tới người ta tập thể dục. Khu công viên này, cái công viên này thì nó có ba cổng vào. Ba cổng vào này thì đều nằm ở trên trục đường chính của thành phố, đường Hoàng Minh Giám, Nguyễn Kiệm và Hồ Văn Huê. Công viên này cũng là một điểm tham quan lý tưởng cho du khách gần xa đến mỗi khi có dịp vi vu ở Sài Gòn. Công viên này có rất nhiều cây hoa hay là cây cảnh đầy màu sắc luôn ha. Cả nhà nhìn thấy vòng quanh này rất là nhiều cây cảnh. Nó còn có rất là nhiều khu vui chơi dành cho các bé, cho nên là tối là các bé với gia đình cũng hay dẫn con tới đây chơi ạ. Cái
công viên này á, mà khi mà người dân tới đây chơi á, thì sẽ được hưởng cái bầu không khí vô cùng là trong lành, mát mẻ. Chiều tối ở đây cũng có rất là nhiều người dân tới tập thể dục. Sáng cũng vậy, người dân cũng đến đây. Nếu mà em quay buổi tối hay sáng sớm thì rất là đông luôn. Ngày trước á, cái công viên này á, thì nó sẽ là một cái sân chơi gôn rộng lớn, thì qua nhiều cái biến động á, thì cái sân gôn này bắt buộc phải dừng hoạt động và dần trở thành một bãi đất hoang đến năm 78 để tăng thêm vẻ đẹp mỹ quan cho đô thị và phục vụ lợi ích cộng đồng. Chính quyền thành phố đã phối hợp với Sở Quản lý Công trình Công cộng tiến hành quy hoạch lại khu đất và cải tạo thành công viên như ngày hôm nay, chứ không phải giống như cỏ quê hay trồng hay mọc này. Cái cỏ này nó rất lạ, kia cũng có quả luôn, cái lá nó không có xanh giống như cái cỏ kia, nó hơi trắng trắng, hơi phấn phấn ạ. Cái công viên này nó rất là rộng luôn nha. Đây là một khu thôi, cái chỗ này là nó sẽ nằm mấy khu luôn. Khu bên này em đang quay á, là một khu này. Ở phía qua cái cầu chỗ kia kìa, đó, qua bên đó cũng sẽ là một khu nữa. Đây có rất là nhiều khu vui chơi cho trẻ em. Nó nằm bên kia cũng có này. Hết ở bên kia, xong qua bên. Buổi chiều tối mát á, thì có rất là nhiều người. Họ sẽ dẫn con tới đây cho các bé chơi ở những cái chỗ này. Công viên này rất là rộng lớn và đẹp luôn. Lúc này là trưa cho nên là người dân cũng không có đông.
rất là mát luôn. Ông đang tập thể dục. Ơn cả nhà đã coi hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nha. Em xin chào cả nhà.